thách cầm ba củ, 3 ngày 2 đêm đi hết thành phố đang sống tại Việt Nam. Là thật hay giả thì mời các bác xem hết video để biết kết quả nha. Ngày đầu tiên thì để tiết kiệm thời gian, phương tiện ưu tiên vẫn là máy bay, các bác nhớ đặt sớm để săn được giá hời nha. Sau đó xuống đến Đà Nẵng thì các bác đến ngay bãi biển Mỹ Khê tắm biển. Sau đó các bác cứ thẳng tiến ăn vặt tại chợ Bắc Mỹ An cho em. Dạo một vòng mặt tìm em cứ dạo rực cả lên, bởi chợ ở đây siêu nhiều đồ ăn ngon mà giá lại hạt tỷ nữa. Ăn uống no nê thì trời cũng sẩm tối rồi, các bác di chuyển ra cầu Rồng để xem rồng phun lửa nhé. Lưu ý là rồng chỉ phun lửa vào 21 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, nên các bác lưu ý để căn lịch đi vào cuối tuần nha. Ngày thứ hai thì điểm đến đầu tiên là chùa Linh Ứng. Đến đây các bác sẽ được nghe thuyết minh về lịch sử và văn hóa siêu bánh cuốn luôn, với tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát cao nhất Việt Nam. Sau đó các bác di chuyển đến Ngũ Hành Sơn để khám phá các hang núi gắn liền với những câu chuyện truyền thuyết khác nhau, nghe thú vị lắm nha. Đến trưa thì mình dạo một vòng xuống Hội An, ăn bánh mì sum, uống nước mót và đi cà phê chiêu chiêu. Chiều xuống lượn một vòng Hội An check in một đống ảnh mà cái nào cũng xinh. Tối đến thì mình đi du thuyền trên sông Thu Bồn, thả đèn hoa đăng và đi dạo phố chiêm ngưỡng vẻ đẹp lung linh ở Hội An. Ngày cuối cùng ở đây rồi nên em book luôn tour tham quan trong ngày để trải nghiệm thử trước khi về thủ đô. Và điểm đến sẽ là Thánh Địa Mỹ Sơn. Wow. Di chuyển mất khoảng 1 tiếng thì 9 giờ đến nơi, các bác tha hồ tham quan vẻ đẹp bí ẩn, huyền ảo của di sản văn hóa thế giới. Vừa khám phá Mỹ Sơn, vừa tham quan khu thánh địa lâu đời của Vương quốc Champa. Sau đó chúng ta sẽ đến thăm trung tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu. Đây là nơi đặt tên nền móng kinh thành xưa của người Chăm. Đến trưa thì cũng đói bụng rồi, mình về dùng bữa trưa tại nhà hàng. Sau đó đến khoảng 2 giờ chiều thì về chuẩn bị đồ đạc rồi tạm biệt Đà Nẵng thôi.